Thực hiện chủ đề năm 2022 về thích ứng an toàn và phục hồi phát triển kinh tế, hiện nay Đà Nẵng vẫn đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đầu tư công được đẩy mạnh để tạo ra sớm phục hồi cũng như tạo dư địa cho kinh tế thành phố phát triển trong dài hạn. Cũng như nhiều dự án khác, từ sau Tết Nguyên Đán, không khí thi công tại dự án cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm bảo tàng Đà Nẵng vẫn luôn sôi động. Dự án trọng điểm này của thành phố được khởi công năm 2021 với tổng vốn đầu tư gần 505 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2023. Theo đơn vị thi công, đến nay tiến độ đã đạt khoảng 40%. Ngay sau Tết thì chúng tôi đã huy động nhân công cũng như vật tư và thiết bị để đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ. Về cái phương án thi công thì ở đây thì mình làm 2K. Mình đã huy động nhân công ngay từ đầu, đã chuẩn bị sẵn cái lực lượng nhân công rồi. Năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố được Trung ương giao là 5.963 tỷ đồng và Hội đồng Nhân dân thành phố giao là 7.880 tỷ đồng để đầu tư cho 471 dự án, chưa bao gồm các dự án chuẩn bị đầu tư và lập quy hoạch, giao cho 42 đơn vị địa phương, ban quản lý dự án làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Kế hoạch vốn được phân bổ sớm và nhiều giải pháp tổng thể đã được các ngành địa phương triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố quy định chi tiết tỷ lệ giải ngân đến từng thời điểm trong năm, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn giữa các dự án theo thực tế giải ngân nếu chậm. Giải pháp về điều chuyển vốn thì cũng là một cái giải pháp mà Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã tham mưu nhiều năm nay để chúng ta có thể là đẩy nhanh cái tốc độ giải ngân từ những cái dự án mà đang vướng mặt bằng hoặc vướng thủ tục sang những dự án mà đã hoàn thành hết tất cả các thủ tục và có sẵn sàng có khối lượng để thi công, thì cái việc giải ngân vốn đó, điều chuyển vốn đó sẽ giúp cho cái khối lượng giải ngân được nâng cao và đẩy nâng cao được cái hiệu quả của đầu tư công. Trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19 và tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều dự án đầu tư công đã tập trung đẩy nhanh tiến độ ngay sau Tết Nguyên Đán. Tín hiệu tích cực là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng cũng được các địa phương tập trung tháo gỡ. Rà soát tất cả dự án, phân nhóm các nhóm đối tượng để mà tổ chức vận động để mà giải phóng mặt bằng. Thì quận đã tiếp tục triển khai thì kế hoạch để thực hiện cái nghị quyết 03 của quận ủy năm 2021 về việc tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Thì đồng thời với đó thì quận phối hợp các sở ngành để tập trung rà soát, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố và sở ngành tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn mà lâu nay chúng ta chưa giải quyết được. Sau 2 năm chịu tác động nặng nề của COVID-19 cũng như nhiều địa phương khác, đầu tư xã hội trên địa bàn Đà Nẵng cũng ngừng trệ. Hiện nay trong bối cảnh thích ứng, việc đẩy nhanh đầu tư công sẽ là vốn mồi không chỉ tạo ra để kinh tế sớm phục hồi mà còn tạo dư địa trong dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.